Rồi tiếp tục các bạn cùng xem nha. Quá rồi. Cái chân ma 82 đang ủi mấy cái chỗ lầy nha các bạn. Nó nghe nó dẻo các bạn ơi. Giờ cái số này anh em cắt và chừa lại nè. Giờ ủi mũi nó nổi luôn rồi. Rồi các bạn cùng xem nhé, đồng ở đây là đồng ở ở Gò Đất, Châu Thành, Kiên Giang nha. Hiện tại đây tới 4 cây chạy các bạn. Cây 120 bà rồ, cây 70 và hai cây chân ma 82. Quá trời mới đắt. Ở đó các bạn thấy chưa? Quá tài. Vô sắc mẫu không nổi mà tới đó là nó sụn rồi, nó về muốn gà luôn. Mình cũng như khúc dưới đó có nước đỡ. Nó ngập lúc bánh rồi. Ra cũng được. Đây một chiếc cũng vậy luôn nè nha các bạn. Dạ đang lắc lư lên đây luôn nè. Cái dẻo chạy không đi. Đó rồi. Mà. Như cái khu này luôn. Không có gặp bò ra được quá trời như thế này. Chứ mình này sao đậu luôn à. Quá trời dẻo.
tới đó là nó cấm. Bên đây thì cây 120 Pro đang chạy bên đây. Cây 120 Pro chạy bên đây cũng đắt sập luôn đó các bạn. Sập mà dẻo luôn. Các bạn coi cái máy nó dựng đứng như là biết rồi ha. Cái đít mà chìm xuống là đắt phải đứng nguyên bên luôn đó. Tầm cũng bền thôi. Rồi mấy bên đây chắc kiếm đường vô kéo nữa quá. Lên thử nổi không?